Chào mừng các bạn đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn một con được xin các bạn. Được xin size tích nghiêm chỉnh, bạc gu, yếm dậu rồi nghiêm chỉnh hết rồi các bạn. Không lan giá nha. À, tầm 10 tháng tuổi các bạn, được xin tầm 10 tháng tuổi, bạc gu nè, yếm dậu nè, nghiêm chỉnh hết, lưng khẳng nè. Xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó, dậu đâm nè, chân móng sò nè. Đó, đòn dài nè, gu bật nè, xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết, không lan giá nha các bạn. Giấy hay hòn đen nè. Lông đuôi 100 nè. Đợt xe này chủ báo giá là 16 triệu 500 ngàn các bạn, 16 triệu 500 ngàn. Xe mặt nè. Xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết. Yếm dậu đồ nghiêm chỉnh hết, lông đuôi 100 nè, chân móng sò nè các bạn. Đó, móng sò nè, hắn băng nè. Đó, cày đuôi cực kỳ khéo nè các bạn thấy không. Đó, sải tích nghiêm chỉnh nè, yếm dậu nghiêm chỉnh, không lan giá nè, đòn dài nè, gu bật nè, giấy đen hai hòn nè, chân móng thì hoàn thiện các bạn. Giá là 16 triệu 500 ngàn các bạn, 16 triệu 500 ngàn. Đây đò anh em thấy luôn nè, cao 1m17 bò nè anh em, 1m17 bò. Được xin này cao 1m17 bò các bạn. Bật gu, sải tích nghiêm chỉnh, sải lưng, sải mặt đồ nghiêm chỉnh. Cao 1m17 bò, đích nè. Đích cao 1m23. Được xin này cao 1m17 bò các bạn, đích cao 1m23. Tầm 10 tháng tuổi. Cao 1m17 bò, đích cao 1m23. Sải tích nghiêm chỉnh, tầm 10 tháng tuổi. Giá là 16 triệu 500 ngàn các bạn. Được xin này chủ báo giá là 16 triệu 500 ngàn. Lông đuôi thì 100, gu thì bật, yếm dầu thì nghiêm chỉnh. Giá là 16 triệu 500 ngàn được xin này các bạn. Xương cối lớn nha, tầm 10 tháng tuổi. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.